Rồi, Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Du Bơm Nước nha. Thì ngày hôm nay Thiện cũng dời được một ít số hàng đầu máy bơm rồi nè. Thì Thiện cũng thiếu đồ thì rất là nhiều. Thì Thiện lên những cái con máy nào mà bà con thấy nhà mình có xài những cái động cơ đó nó thiếu những cái gì đó, Thiện thì lấy về mình sửa vô nha. Cái ngày hôm nay cái lô này giờ nó thiếu nhiều lắm, tại Thiện lấy cái lô phế liệu này giờ thiếu nhiều lắm nha. Đó thì trong đây cũng rất là nhiều máy, thì cũng có dời một ít máy thì Thiện cũng lên cho bà con xem. Còn những bà con nào không chốt thì ngày mai Thiện sẽ dọn bắt lớp, Thiện sẽ dọn máy nổ nha. Đó thì hôm nay là cũng lên rất là nhiều cho bà con luôn. Thì đầu kênh thì Thiện cũng cảm ơn tất cả những bà con đã ủng hộ kênh của Thiện một thời gian cũng rất là dài, thì cũng đã đăng ký kênh cũng rất là nhiều. Thì những bà con nào chưa biết kênh của Thiện hãy bấm kênh là Thiện Bơm Nước Mini Nhật Bãi và đăng ký kênh chia sẻ giùm cho Thiện nha. Đó, để mà cái kênh của Thiện càng ngày nó càng phát triển mà để mà phục vụ cho bà con tận tình hơn. Đó, thì hôm nay Thiện máu giờ thôi. Thì bây giờ Thiện sẽ bắt lớp đó, Thiện đăng cho bà con những cái đồ lô này nọ rồi bà con cần những cái gì đó thì bà con cứ alo cho Thiện nha. Thì hôm nay là Thiện sẽ lên là từ A1 nha bà con. Đó, Thiện sẽ lên A1 cho bà con. Đó, thì hôm nay là bắt đầu từ cái con máy này đây. Đó, thì để cho mấy ông anh thợ thầy rinh sát vô nha. Đó, con này là con A1 nè. Con này là con Mitsu GT400 nha bà con. Đó, con này là GT400 nè. Đó, nó rớt trên cái dàn bơm nè. Thì con này thì nó đang thiếu tùm lum hết đó nha. Đó, con này nó chỉ đây, thấy không? Nó đang thiếu cục lửa nha, kiếm xăng đồ còn. Thì nhà bà con nào có những cái con này thì bà con lấy giờ nha. Thì con này biết Thiện biết nó có lăn được hay không nữa nè. Hình như nó cứng máy sao ạ. Nó đang cứng máy nha. Bình xăng này thì Thiện thấy bên trong thì nó cũng còn tương đối là được. Đó, thì bô đồ nó cũng bị lủng ốc như vậy nè. Đó, thì con máy này là con Mitsu nha. Đó, bán con Mitsu này cho bà con là 450 ngàn nha. Con A1 450 ngàn nha. Rồi bà con... con này chỉ giờ lấy ấy rồi thôi bà con. Thôi, bán cái con này cho bà con 320 ngàn thôi. Nè, nó ngay chỗ khớt nó đang nứt chỗ đầy nữa nè. Cho bà con lấy dên, lấy nòng, lấy đồ gì đó. Bà con thay cho con máy của bà con nha. Là con A1 nha. Rồi, Thiện sĩ vô cái con A2 nè. A22 cái này luôn đi. Ở một cái cặp bánh của Nhật nè. Đường răng á, thì nó cũng còn rất là ngon. Nó cũng còn ấy hết. Đây là như 40-7 nha. Thằng này cũng 40-7 nè. Có một cặp nó cũng còn tương đối. Giờ bà con tận dụng được. Thì mấy cái máy của Nhật á, thì vỏ của Nhật thì bà con rõ nó răng vậy, chứ mà bố nó rất là dày nha. Rồi bán cặp này cho bà con, bán rẻ luôn cho bà con 350 ngàn thôi. Giờ bà con là A2 350 ngàn. Rồi A3 nè. Đó, một cái con bơm nước nha. Đó, bơm nước con Kuruta. Kuruta này nó là 3 ngựa 7 nha. Còn dàn bơm bằng đồ mà mất bình xăng mẹ nè. Giật được nha. Đó, giật được lửa có nha bà con. Đó, lửa đồ có đầy đủ luôn. Lóc máy lóc đồ là cũng còn tương đối là rất là đẹp. À, bô đồ cũng còn. À, chú nắp bô e, chiến xăng chiến đồ còn. Giờ bà con vệ sinh đồ dọn nha. Rồi bán cái cây này cho bà con, nguyên cái bơm này cho bà con là 750 ngàn nha. Đó, A3 750 ngàn. Rồi vô cái xác của A4 của Honda nè. Đó, Honda nha, xác A4 Honda nè. GX1 120 nè. Đó, con này tua nhanh này nha bà con, lăn được nè. Đó, lăn được nha. Lăn được. Đó, lăn được nha, không có ủ giật, mất cục lửa luôn nha. Rồi bán cái cục này cho bà con là 320 ngàn nha, Honda nha. Đó, A4 320 ngàn. Rồi vô A5 luôn. Thì một con Honda nữa nè. Con Honda này là đang nó bị mất tùm lum tá lả hết nha bà con. Đây cò đồ này nọ rồi nó mất hết rồi. Chiếc xăng này nó mất cái chén dứ rồi. Con này giống con Honda. Con ra 120 rồi á. Con này nó đang dính nhớt nha bà con. Không biết nó Honda 120 hay là gì đó. Rồi bán để rẻ cho bà con luôn, 450 ngàn nha. A5 450 ngàn, bắt vô luôn. Rồi A6 nè, một con giang ma nè. Đó, con này con giang ma nha. Giang ma này 4 ngựa nha bà con. Đó, giang ma đờ UHV. Chấn sang chấn đồ giật thử được không? Rồi giật được nha bà con. Đó, giật được con này giang ma nè. Đó, con này
con này tua chậm nha bà con, con này tua chậm, con A6 nè, tua chậm nha. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn, 600.000 nha. A6 600.000 nha. Rồi A7 nè, con này bởi lóc à. A7 nè, đậu vô kia. A7 nè, một cái xác của Mitsu 130 nha. Đó, bơm đồ cọt. Đó, trứng xăng mất rồi. À, tình trạng dính cứng nè, thì nó dính bơm nó dính gì đó nha bà con. Rồi bán rẻ cho bà con luôn, 600.000 luôn. A7 600.000. Đúng không? Rồi A8 nè. Thêm một con Mitsu, con này Mitsu mấy đây? Con này hình như Mitsu 130 131 gì đây nè. Chiếc xăng này giống 130 rồi. Đó. Phải không? Lăng im nè, lửa đồ còn nè. Bởi con 131 ba. Con màu đỏ. À, lăng im nha. Con bự kìa. Đó. Đúng rồi, con này là 131 rồi. Đúng rồi, 131 nha bà con. 131 hoặc là 91 thôi, hai dòng này nè. Đó. Rồi, bán cái cục này cho bà con còn lăn đồ còn được nè. Rồi bán rẻ rẻ luôn cho bà con luôn, 550.000. A8 550.000 nè. Rồi, A9 nè, 131 nè. Đó, giật được nè. Đó, giật được nha. Bơm nó bị hư nha bà con. Đó, bơm bị hư, bình xăng nó bị bởi cái đây nữa rồi. Đó, giật được, 131 còn giật được nha. Rồi bán cục này cho bà con 900.000 nè. A9 900.000 nè. Rồi vô con A10 nè. Ở một cây cắt chè nè. Đó, cắt chè rubin nè. Đó, kiểu cọ nó dày nè. Rồi giật giật coi. Giật được nè. Đó, rồi bán rẻ rẻ luôn cho bà con luôn nè. 580.000 nè. A10 580.000 nè. Rồi A11 nè. Đó, thì thiện cũng mới về hai con sới thùng. Đó, lửa đồ tốt hết, màu lửa màu đồ là tốt hết, đủ đồ hết nha bà con. Đó, con này là con GX1 con này là GX140 nha bà con. Đó, con này GX140 nè. 140 nha. Con này là GX140. Đó, dàn sới dàn đồ hộp số hộp đồ là còn ok luôn. Màu xăng vô họng đồ là nổ hết nha. Đó, dàn sới nè, còn rất đẹp, răng đồ là còn rất là đẹp luôn, đủ đồ. Kiểu con này là đủ đồ nè. Đây. À, răng đồ còn quay còn ngon lắm nha bà con. Đây nè, lăn nè. À, còn rất là được, còn rất là sáng sủa luôn nè. Giờ bà con dọn lại cho nó đỡ tiền nè. Rồi bán cái con này là A11 nha. Ở A11 này bán rẻ luôn cho bà con luôn, 4.8 triệu nha. Ở bán cho con 4.8 triệu. Giờ bà con dọn lại nha. Nhưng mà kênh của thiện là không có bao phí vận chuyển đâu nha bà con. Đó, thì bà con mua là bà con chịu tiền phí cước nó đó, bán rẻ cho bà con đó. Rồi vô A12 nè, thêm một con Honda nữa nè. Honda này là con này là 5.5 triệu nè. Con này Honda này GX160 nha bà con. Đây. GX160 nè. Đó. GX. Để chúng coi coi. Đúng là GX160 nha. Đó, dàn sới dàn đồ là còn rất là đẹp luôn nè. Đó, con này rất đẹp luôn nha. Đây. Nè bà con giờ này, rất đẹp nha. Đó. Bao lăn được nha, bao chạy được nè. Đó, rồi A12 ha. Rồi A12 này bán cho bà con giá bán là 5.2 triệu nha. Đó, bán cho bà con 5.2 triệu dàn sới thùng nha, sới mặt đồ đó. A12. Rồi A13 nè, có con cái bình máy này xả lúa nè, đó giật được nè. Đó giật được nha. Nó bị gãy đồ này nọ nè, bình là bị bởi rồi nha, bị nứt một chút xíu ngoài sau đây rồi nè. Đó, nứt một chút xíu đây rồi nè nha. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn nha. Đây là hàng nó mà thiện có đổi của dân nha. Đó, đổi của dân, giờ bà con vệ sinh đồ lại cho nó ấy nha. Cái này là có chức năng xả lúa này, đó thấy không? Đó, cùng máng inox rồi luôn. Rồi bán cái con này cho bà con giá bán là 380.000 nha. Đó, A13 380.000. Rồi A14 luôn. Ở A14 nè, một cái đầu áp nè. Đầu áp của mini nha.
Đó, của Maruyama còn rất là đẹp nha. Rồi bán cục này 280.000 nè. A14 280.000 nè. Rồi A15 luôn nè, thêm một con Mitsubishi GT 400 nè, mất chấn xăng nè. Đó, còn lửa nè, mất chấn xăng còn lửa nè. A15 nè. Đó. Con này bị rớt trên cái dòng bơm xuống nè, giật được nè, giật được cho bà con ơi. Đó, giật được nè. Rồi, bán cho bà con cây này, bán rẻ luôn cho bà con luôn, 650.000 nè. Đó, bán được A15 650.000. Rồi, vô cái xác của EH13 nè. Đó, cái xác của EH13 nha. Đó, EH13 nè. Lăn được nè. Đó, mất chủ lưỡi lấy giờ lấy nòng lấy đồ lấy lóc lấy đồ nè. Rồi bán cái cây này cho bà con là EH nha. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn, bán một con 400.000 nè. A16 400.000 nè. Rồi A17 là một con Yanma nè, GA nè. A17 nè. Đó, Yanma GA140 nha. Đó, GA140 nè. Lăn im nè, mất cục lửa rồi nè. Mất lửa nha, nó là tu chậm nè. Đó. Rồi bán cục này cho bà con luôn. 400.000 luôn. A17 400.000 nha. Rồi A18 nè. Thêm một con EH13 nữa nè. Con này chiến xăng chiến đồ còn đủ nè, mà mất ủ giật nè. Đó, mất ủ giật nha. Đây, nó mất ủ giật rồi. Nè, bình xăng nó nè. Bình xăng này còn quá đẹp luôn nè. Đó. Rồi bán cái cục này cho bà con bị thiếu ủ giật nha, bán cho bà con là 750.000 nè. A18 750.000 nè. Rồi A19 nè. Đó, một cái đầu của Curit nè. Đầu áp Curit nha. Ở nhà bà con nào xài đầu áp Curit để lái nha. Rồi bán cái cục này cho bà con là 250.000 nè. A19 250.000 nè. Rồi A20 luôn nè, một cái tum của Maruyama nè, gắn dùng gắn cho thằng tum 260 nha. Đó. Rồi A20 này cho bán cho bà con 280.000 nè. A20 280.000. Rồi A21 nè. Đó, A21 nha, một con EH17 nè. Đó, EH17 nha. Cái cục buri nó đang gãy đứt nè. Còn chiến xăng nè, bao lăn được nè, còn lửa còn đồ nè. Đó, EH17 nè. Rồi bán cho bà con 900.000 nè. Đó. EA19 900.000 nè. Đúng không? Đúng rồi. Ủa cái cục kia. Cái cục kia là 19 mà. 19 nè nè. Lần cục 20 nữa đâu. Rồi 20 đây 21 nè. Cục này 21 nha bà con. Đó, 21 900.000 nha, EH17 nha bà con. Lộn. Đó. Rồi, A22 nè, một con máy phát điện nè. Mini nè. Đó, máy phát điện mini nha. Giật hơi hám cho bà con coi. Đó, hơi hám là còn ngon nha. Chuyện thấy là đủ đồ nè. Chuyện thấy đủ đồ nha. À, lỗi đồng lỗi đồ. Con này là như nó lỗi đồng sao á. Ừ. Bô đồ còn ngon lắm nè. Đó thấy không? Rồi, bán cái cây này cho bà con 850.000 nha. A22 850.000. Rồi A23 luôn. Thêm một cái con thổi lá Rubin 511 nè. Đó, bao hơi bao lửa cho bà con nè. Đó, nó mất nắp mất cái buri nè, để cho gắn vô cái bà con cái buri. Rồi, bán cho bà con cái này 1 triệu nè. Rồi, bán cho bà con 1 triệu nha. A23 1 triệu. Rồi, A24 nè, thêm một cái con Rubin EE08 nè. Bán cái xác ra cho bà con nè. Đó. Bán cái xác cho bà con nha, mất mất chiến xăng đồ rồi, mất bu mất đồ hết rồi nha. Nó bị bóp đây nè, bóp bu giật rồi. Bóp bu giật chỗ đây nè. Đó, giờ bà con lấy xác. Đó. Đó. Bởi lóc nè, lấy dơn nha. Đó, bà con lấy dơn lấy đồ giờ bà con lấy nè. Không? Bởi cái lóc rồi. Rồi bán rẻ cho bà con 300.000. Rồi lấy bán phế liệu thì bán phế liệu cũng đủ rồi. A24 300.000. Rồi A25 nè. Một con thổi lá nè, bao chạy nè. Đó, một con thổi lá bao chạy cho bà con luôn nha. Rồi bán cho bà con 950.000. Đó, bao chạy giờ cái việc xài thôi.
A25 950 nha. Rồi A26 nè, một con bơm nước Mitsu nè. Đó, bao hơi bao lửa bao nổ cho bà con nè. Đó, màu xăng màu đồ là nổ hết rồi nha. Đó. Bơm rồi cũng hoạt động được hết rồi nha bà con. Mitsu 132. Đó, Mitsu 132 nha. Rồi bán rẻ cái cây này cho bà con 2 triệu nè. Đó. Hiện đã kiểm tra đổ xăng vô màu xăng đồ nổ hết rồi nha. Giờ nó nổ không được bập bập thì bà con vệ sinh nhẹ chứng xăng lại dùm cho tiện nha. Rồi A26 2 triệu nha. Rồi A27 nè. Đó, một con Giang Ma nữa nè. Giang Ma GA120 nha bà con. Đó, 4 ngựa 3. F gì đây, 120 gì đây. Đó, 4 ngựa 3 nè. Con này tu chậm nha. Đó, mà nó mất cái nắp bình xăng rồi. Nó mất cái nắp bình xăng rồi nha. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn. Bán cho bà con này nó nổ rồi nha bà con. Nổ ngon lắm. Rồi nó mất cái nắp bình xăng đây không thôi. Rồi bán rẻ cho bà con là 1 triệu tư nha. Đó, A27 1 triệu tư. Rồi A28 nè, một con bơm nước mini Mitsu TL33 nè. Đó, bao nổ bao chạy cho bà con luôn, bao nổ bao xài cho bà con luôn nha. Đó, nổ ok hết rồi. Là 28. A28 nè. Đó, A28 nha, bán cho bà con 1 triệu 8 nha. Đó, bán con 1 triệu 8. Rồi A29 nè, một con GX35 nè, GX25 nè. Cái nắp xăng này thì sẽ cho bà con này nha. Đó, con này là còn bố rồi cũng còn ngon nè, đầy đủ đồ nè. GX35 này nhật nha. Đó, giật bao hơi bao lửa cho bà con. Chới xăng quanh bồ rồ đàng hoàng. Đó. Một con đây nè, là con này con thứ hai nè. Cái con từ từ. A29 nha, hai con. Con này thì cũng của Nhật luôn nha. Đây, nhưng mà chứng xăng là nó bị gãy chỗ này rồi. Đó, coi như là hơi hám đồ còn ngon. Hai con nha. Đây nè, giật cho bà con coi. Đó, con này hơi ngon lắm nè. Đó, hai con A29 hai con này nha. Đó, cái nắp xăng là thiện sẽ cho bà con nè. Đó, nắp xăng này thiện sẽ cho bà con nha. Rồi hai con này bán cho bà con 1 triệu tư nè. A29 1 triệu tư nè. Lấy hai cây cắt cỏ ra. Rồi A30 nè. Có một cây cắt cỏ của Winafon nè, thiện cũng còn đâu được hai cây nữa. Đó, bán rẻ rẻ luôn cho bà con luôn, giờ bà con xài nha. Đó, là nó có cần có đồ đầy đủ bao cho bà con đầy đủ, bao nổ luôn cho bà con luôn. Nó có cần có đồ đầy đủ luôn. Đó, chứ không có thiếu cái gì hết nha. Bán cho bà con giá bán giờ rồi bà con cứ xài thôi, chứ không cần làm gì hết nha. Rồi bán cho bà con 1 triệu mốt nha. Đó, bán cho bà con 1 triệu mốt. A30 1 triệu mốt nè. Rồi A31 nè, một cây Makita nè. Đó, Makita nha. Makita nè. Chế xăng hợi nè. Đó, chế xăng hợi luôn nha. Makita 26 luôn. Đồng 34 ly luôn. Giật cho bà con coi. Đó, hơi hám còn ngon nè. Đó. Tay ga đồ còn nè. Mà mất cái đầu bò nè. À, 26 nha. Rồi bán cái cây này cho bà con là 580.000 nè. A31 580.000 nè. Rồi A32 nè, Tanaka trống nè. Tanaka trống trống nè. Ờ, Tanaka này trống trống nha, còn rất là đẹp nha bà con. Đây ra hợi nữa nè, bóp nè. Đầu bò trứng kẹp còn đủ nè. Tanaka này nòng 34 nha. Đó, nòng 34 nha bà con. Ồ, chế hội nha, chế hội nè, chế hội đàng hoàng đầy đủ đồ. Đó, đầy đủ đồ nha. Rồi bán cho bà con 900.000 nha. A32 900.000. Rồi A33 luôn. Đó, một con trái bí luôn. Bí này nổ rồi nha bà con, bí mũ, bí này bí 5 nha. Đó, bí 5. Có mà nó bị bởi bên rồi, giờ bà con thổi lá thổi đồ còn nổ ngon lành luôn. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn, 1 triệu rưỡi thôi. A33 1 triệu rưỡi. Rồi A34 luôn. Thêm một cái đầu nổ 5 ngựa rưỡi nè, của con Fanado nè nha. Đó, hàng này chưa, hàng chưa đổ xăng nha bà con. Hàng chưa đổ xăng. Đó, bán rẻ rẻ cho bà con luôn, cút thẳng nha. Cút thẳng tua nhanh. Đó, cút thẳng tua nhanh kia dưới đây cũng được nè. Đó, cút thẳng tua nhanh nha, bán rẻ cho bà con 1 triệu 2 nè. A34 1 triệu 2 nè.
Rồi A35 nè. Một cây cắt cỏ một cây cắt cỏ nữa nè. Của Mitsu nè. Đó. Hơi hám đồ ngon nè. Rồi bán rẻ cho bà con luôn, 800.000 luôn. A35 800.000, đầu bò trứng kẹp còn không? Còn luôn. Rồi bán cho bà con 800.000. Rồi, một cây ruby nè. Một cây ruby nè, giật hơi hám rồi cho bà con coi. Đó, nó muốn nổ luôn thấy không? Đó. Đó. Nó muốn nổ luôn nha bà con. Rồi, bán cái cây này cho bà con 1 triệu nè. A36 1 triệu nè. Rồi A37 nè. Xin một cái cây 5.200 nè, của hàng tàu xuất Nhật nè. Làm xích đồ đầy đủ nè, giật hơi hám rồi cho bà con đây. Đó. Rồi, bán cây này cho bà con 780.000 nè. A37 780.000 nè. Rồi A39 nè. Một cây TL26 nè. Hả? A38 nha. Đó, một cây TL đủ nè, chơi hội nè, chơi hội này là hoàng nha, chơi quanh rồ. À, bố rồi cũng còn mòn, bố nó ho mòn rồi nha. Nhưng mà nó bị gãy con ốc chỗ này nè. Đó. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn, 800.000. A38 800.000. Rồi A39 nè, một con bình phun Kuruta nè. Phải không? Kuruta nha, bình 26 lít. Bao cho bà con chạy giờ cái việc bà con xài bao đủ đồ cho bà con luôn. Là tay cầm, ống nhung đầy đủ, dây đeo, dây đồ đầy đủ hết cho bà con. Giờ cái việc bà con xả lúa thôi nha, có chức năng xả lúa đa năng luôn. Đó, hãng Kuruta luôn, còn rất là đẹp luôn. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn nha, bán cho bà con 2 triệu 8 nha. Ở A39 2 triệu 8 nè. Rồi A40 luôn, một cái bí nhỏ nè. Bí nhỏ này có chức năng xả lúa luôn nha. Bí này bí nhỏ nha, bí này bí 8 lít thôi. Ở bán rẻ rẻ giờ cho bà con cho những người già đồ á, rồi mình ấy đồ đi cho nó nhẹ nè, tay cầm được cũng còn đầy đủ luôn. Rồi bán cho bà con 1 triệu 2 nha. Đó, A7 A40 1 triệu 2. Đây hai ba cây cưa nè. Đây 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 nổ ở đây nè. Rồi thì cũng như mỗi lần thì cũng lên đó là lên cái máy phát điện cho bà con nè. Đó, lên máy phát điện cho bà con nha. Thì kênh trước Thiện lên đó thì ở ngoài Bắc Giang cũng ủng hộ được một con rồi. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ lên tiếp một con máy phát điện nha. Con này là hở bà con nào chốt là kêu là máy phát điện cho Thiện nha. Đó thì nó là lên tới là 3.5 kW nha. Xài điện 220 nha. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng luôn nha bà con, chưa đổ xăng luôn. Giờ cứ việc bà con xài thôi. Đó, đây là mặt sau của nó nè, bô nó nè. Đó, rất là ok luôn nha. Xài gia đình là ok luôn trong cái mùa mưa này. Nếu mà cúp điện là xài rất là ok, bao là hai cái máy lạnh luôn nha bà con. Đó, điện nhà xài vô tư luôn. Đó, bếp điện từ cũng xài được luôn. Vì vậy con này là con máy phát điện này, ngày hôm nay thì sẽ bán cho bà con giá bán là bán rẻ luôn cho bà con luôn. Giờ có việc bà con sử dụng thôi. Đó, thì bán cho bà con giá bán là cho bà con là 4 triệu 2 nha. Đó, 3,5 kg 4 triệu 2 nha bà con. Đó, 4 triệu 2 cái máy phát điện nha. Đó, bà con nào chốt máy phát điện thì bà con đặt cho Thiện nha. Rồi vô con A41 nè. Đó, A41 nha. Đó, A41 con này là cũng cái lô hàng thì trước giờ là Thiện còn nó còn lại, nó còn sót lại nha. Con này bao nổ luôn cho bà con luôn. Hàng liên danh của thằng Cute nè. Bao nổ nha. Bình nó 26 lít nha bà con. Bình 26 lít nè. Đó, đầy đủ nha. Có ống nhung kèm theo một cái ống nhung nữa cho bà con. Cho bà con một khúc ống nhung và một khúc ống nối luôn. Rồi bán cho bà con giá bán 1 triệu 7 nha. Đó, bao nổ bao xài cho bà con. Có chức năng xả lúa A41 1 triệu 7. Có ống nhung ống nối cho bà con luôn. Rồi thì dây, lấy một dây xuống. Cắt ra. Rồi xuống A42 nè. Đó, A42 nha. Đây A42. Con này là một con Covid Echo 80cc nha bà con. Bình 26 lít. Đó, bình 26 lít nha. Con này có chức năng đồ xả lúa, phun phân, phun vôi đầy đủ. Đó, bao cho bà con là ống sông.
ống nói đầy đủ hết cho bà con luôn, bán rẻ luôn cho bà con, giá bán cho bà con là 3,3 triệu nha. A41 3,3 triệu nha. A42 nha bà con. A42 3,2 triệu. Rồi thì cũng như một khi thì cũng còn một ít dây, thì đây là dây, ở đây là dây rất là dẻo nha, dây cá sấu, dây rất là dẻo luôn. Đây dây nó là bóp vô là đây nè, coi bà con coi nè. Đó, dây này, con này dẻo nè. Đấy bà con thấy dẻo không? Bung ra nè. Đó, thì một cuộn như vậy á là 50 mét nha bà con. Đó, và dây nó là dây 8.5. Thì 50 cuộn mét như vậy thì sẽ bán cho bà con, giá bán là 420 ngàn. Đó, bán cho bà con 420 ngàn nha. Đó là dây nha. Đó, thì tới 40A42 rồi đúng không? Cái con này đăng chưa? Chưa. Rồi, A43 nè. Đó, thì một cái con Kuruta nữa nè. Nó bị mất ổ giật nè. Hàng hồi sáng giờ nó rớt lên rớt xuống nè. À, để chị chiến xăng còn nè, đó chiến xăng đồ còn, lửa đồ còn. Cái đầu má bơm này nè, nó bị bở chỗ này nè, nhà bà con rồi có xài những cái dòng này bà con lấy nha. Rồi bán cái cục này cho bà con là 700 ngàn nè. A43 700 ngàn nè. Rồi 43 lô đó, thì ngày hôm nay thì cũng lên 43 lô cho bà con đây. Thì A mấy hả? 43 à. Rồi, tiền cũng lên ít cương nữa cho bà con nè. A44 nè. Rồi, giúp. Con này là con G36 nha. Rồi, G36 nha bà con. Rồi, bán rẻ luôn cho bà con luôn. Cây này bán cho bà con đó, nó nổ luôn theo, giật cái nhẹ nó nổ luôn. Đó, hên xui tại giờ đổ xăng vô nó nổ cũng có nữa. Rồi, bán cây này cho bà con 1,350 ngàn nè. A44 1,350 ngàn nè. Rồi A45 nè. A45 nha. Cây này là cũng là G36 luôn. Và con này không biết có xăng không à. Ê, anh thợ anh giật thử coi. Rồi con này nó không nổ thì bán cho bà con 1,250 ngàn nè. Đó, bán cho bà con 1,250 ngàn nè. A45 1,250 ngàn nè. Rồi A46 luôn, một con G405 nè. Đó, làm la tinh nha. Đó, A46 làm la tinh nè. Cây này không biết nó có nổ nổ không biết. Nổ ngon. Thấy không, làm xích được rồi, xích được còn quá ngon luôn nha. Đó, mày ngay chỗ này, cái chỗ mà bao cầm cái miếng da này nó bị mất đó, mẹ rất là. Ờ, hình như nó bị đau ai cắn mẹ mất, hay là không biết có ông, có ông Dượng nữa, ông hay ông lên mà chờ mà trời nhậu mà lâu ông vô ông xé ông cắn ngứa miệng á. Ờ, cho nên thấy không, có sao bán vậy nha bà con dòm này, thấy không. Rồi bán cây này cho bà con là cây A46 nha. Rồi bán rẻ luôn cho bà con 2,4 triệu nè. Ờ, A46 nổ rồi nha, G405 nha, bán cho con 2,4 triệu nha. Rồi A47 luôn. Con G401 nè, giật hơi hám rồi cho bà con thứ coi. Rồi hám được còn ngon luôn. Rồi bán cây này cho bà con G401 nha. Rồi bán cho bà con 1,5 triệu nè. Rồi bán một con 1,5 triệu nè. A47 nha. Rồi A48 nè. Một cây G36 nè. Rồi G36 giật hơi hám rồi cho bà con đây. Rồi hơi hám rất ngon nha. Ủa, rồi con này nó bị mất lửa nha bà con. Rồi bán cho bà con này mất lửa rồi. Bán cho bà con 1,2 triệu nè. A48 1,2 triệu nè. Rồi A49 nè, G36 nữa nè, giật hơi hám rồi cho bà con coi. Đó, hơi con này ngon nè, bán cho bà con 1,250 ngàn nè. Là A49 nha. A49. Rồi kiếm cái nữa 50 cho tròn con cua luôn. Rồi A50 nè. Rồi con này con G401 nè, giật hơi hám rồi bà con coi. Đó. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn, 1,5 triệu nè. A50 1,5 triệu nha. Rồi đi trúng 50, trúng ngay con cua luôn, chiều đây quýnh con cua là trúng luôn. Đó, ai mà quýnh số 50 ngày hôm nay là trúng đậm đó nha bà con. Cua là cua chung hả? Cua chung. Rồi thì hôm nay thì cũng lên ít máy đó cho bà con, thì hàng quời
thì những cái đồ phụ máy đây là Thiện cũng thanh lý trong kho để giờ lấy mục đích là lấy lửa, lấy phụ tùng, lấy dơn, lấy đồ. Thì bà con nào cần những cái nào thì bà con cứ chốt đọc số cho Thiện, đọc số là ngày hôm nay là Thiện Linh là A nha. Đó, cứ đọc vậy là Thiện sẽ chốt cho bà con. Còn bà con nào không cần thì mai Thiện sẽ rẽ qua, Thiện sẽ làm nổ hết từng con. Đó, thì Thiện còn bà con là cần những cái dơn nào thì cứ bình luận dưới kênh. Và Thiện sẽ lùng những mặt hàng lại cho bà con nha. Rồi, Thiện cũng xin chào tất cả bà con.